Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2023 có sự phục hồi phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 12% so với cùng kỳ, cao hơn 3 lần bình quân cả nước là 3,7%. Mặc dù gặp khó khăn chung của tình hình trong nước và thế giới, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, động viên doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng linh hoạt, chủ động tìm nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu nên hoạt động sản xuất có chuyển biến tích cực. Lũy kế chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng hơn 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 4,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,4%, ngành cung cấp nước quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng hơn 10%. 31 trên 58 nhóm ngành sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng so với cùng kỳ, nổi bật là nhóm các loại cấu kiện nổi, giường gỗ, dịch vụ vận hành hệ thống thoát nước và gạo.